Shop đầm bầu MB, chuyên đầm bầu và yếm bầu sinh, website mangthaibaby.com, hotline 0979 621 719. Cung cấp dinh dưỡng cho nước gối mẹ bầu trong suốt thai kỳ, nằm trong túi ối, thai nhi được bao bọc bởi nước gối, dung dịch đảm bảo cho bé an toàn khỏi các tác động bên ngoài và cung cấp các dưỡng chất cho sự phát triển. Vì rất nhiều lý do, mẹ bầu cần quan tâm tới việc đảm bảo chất lượng của nước gối, trong đó chế độ dinh dưỡng là một chìa khóa quan trọng. Thứ nhất là nước gối giúp cho thai nhi khỏe mạnh. Không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng, nước gối tạo thành một môi trường an toàn quanh bé yêu, giữ cho bé an toàn dù là cơ thể mẹ có thể chịu tác động từ bên ngoài khi bị va chạm hay trượt chân ngã. Nước gối cũng giúp duy trì nhiệt độ ổn định của thai nhi trong tử cung, tạo môi trường cho bé có thể tự do bơi lội. Nhờ vậy mà các cơ và xương của bé có thể cứng cáp và ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. Khi mẹ bầu bước vào giai đoạn chuyển dạ thì nước gối giúp cho cổ tử cung xóa mờ tốt và giúp cho thai nhi có thể ra đời một cách dễ dàng nhờ vào chất bôi trơn thành âm đạo có trong nước gối. Chính vì những vai trò vô cùng quan trọng kể trên của nước gối đối với thai nhi, nên nếu có những bất thường xảy ra đối với lượng nước gối trong cơ thể của mẹ bầu như là ối ít, thiểu ối, thừa ối và đa ối đều có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Để bé phát triển và chào đời một cách khỏe mạnh, mẹ cần duy trì lượng nước gối ở mức bình thường và chất lượng nước gối ổn định. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng. Các mẹ bầu nên duy trì một chế độ ăn uống điều độ và đầy đủ chất dinh dưỡng trong suốt quá trình mang thai để giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho thai nhi phát triển thông qua nước gối. Vào những tháng cuối của thai kỳ thì bé thường xuyên nuốt nước gối và cảm nhận được vị của nước gối. Thế nên một chế độ ăn uống đa dạng và đầy đủ chất sẽ giúp vị giác của bé phát triển ngày càng hoàn thiện hơn. Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên có chế độ nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, tránh căng thẳng, ngủ đủ, nên nằm nghiêng về phía bên trái để giải phóng hệ tuần hoàn ở tử cung, tránh tình trạng tử cung chèn vào mạch máu, gây trạng thái khó thở cho các mẹ, đồng thời hạn chế quá trình trao đổi oxy của thai nhi. Thứ ba là bổ sung nước cho cơ thể. Ngay từ khi dự định mang thai, bạn cần phải uống nước đầy đủ để giảm nguy cơ thiếu nước gối. Việc cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể sẽ giúp bạn giảm mệt mỏi khi đang mang thai. Các mẹ có thể uống nước dừa từ 2 đến 3 lần trong một tuần vì loại nước này cung cấp rất nhiều các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, không có cơ sở khoa học nào khẳng định rằng loại nước uống này sẽ làm cho em bé sinh ra trắng hồng. Đặc biệt, trong trường hợp mẹ bầu bị thiếu ối, bác sĩ thường khuyên uống nhiều nước dừa để giúp bổ sung lượng nước gối một cách hiệu quả và cũng giúp cho nước gối trở nên trong hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên phải lệ thuộc quá nhiều vào một loại trái cây, có thể đa dạng loại nước uống, chủ yếu vẫn là nước tinh khiết. Tiếp đến là các loại nước trái cây như cam, ổi, cóc, chanh dây, uống sữa và nước mía. Điều này có tác dụng củng cố sức khỏe của toàn cơ thể nói chung, giúp cho mẹ ít mắc phải các vấn đề bất thường trong quá trình mang thai. Vâng, và tiếp sau đây chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn vấn đề về nước gối bất thường, các mẹ bầu cẩn thận không nguy. Nước gối là chất dịch trong, vàng nhạt, bao quanh thai nhi, tạo điều kiện lý tưởng để cho thai nhi phát triển an toàn và khỏe mạnh trong suốt thai kỳ. Nếu nước gối có sự thay đổi bất thường về thể tích, màu sắc, thai nhi cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Vừa là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi thai, nước gối cũng vừa là tấm lá chắn an toàn, bảo vệ thai nhi khỏi các lực tác động từ bên ngoài. Nước gối cho phép bé cử động tự do ở trong bụng mẹ, giúp cho hệ xương phát triển đúng chuẩn. Lòng này cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phổi và hệ tiêu hóa của thai nhi, bởi bé cưng thường xuyên nuốt và chuyển nước gối ra khỏi cơ thể theo đường tiểu. Thông thường, lượng nước gối thay đổi theo từng giai đoạn của thai kỳ. Lúc mới hình thành, nước gối chỉ khoảng 50ml và có xu hướng tăng dần theo sự phát triển của thai nhi. Ở tuần thứ 20 của thai kỳ, lượng nước gối vào khoảng 350ml, sau đó tăng lên 670ml vào tuần thứ 25 và 26. Đến tuần thai thứ 36, nước gối có thể lên tới 800-1000ml hoặc là cao hơn. Từ tuần thứ 40, nước gối có xu hướng giảm dần, bắt đầu từ tuần thứ 38 để chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ. Nước gối thay đổi bất thường về thể tích hoặc màu sắc có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm tới sức khỏe của cả mẹ và bé. Thứ nhất là thiếu nước gối, thai nhi có thể gặp nguy hiểm. Nếu nước gối ít hơn 200ml hoặc chỉ số ối nhỏ hơn hoặc bằng 5cm, bạn đang có dấu hiệu thiếu nước gối. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, nhưng phổ biến nhất là do túi ối bị vỡ hoặc là màng ối bị rò rỉ.
Ngoài ra, thiếu ối cũng có thể do thai nhi có vấn đề về hệ tiêu hóa hoặc là tiết niệu, thường xảy ra ở 3 tháng giữa. Thiếu ối trong 3 tháng cuối thường là do mẹ bị suy dinh dưỡng, cơ thể không cung cấp đủ nước cho thai nhi. Thiếu ối có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Mẹ bầu thiếu ối trong 3 tháng đầu và 3 tháng giữa có nguy cơ bị sẩy thai, sinh non, thai bị chết lưu cao hơn so với mức bình thường. Hơn nữa, thiếu ối trong giai đoạn này cũng là nguyên nhân dẫn tới sự phát triển bất thường của phổi. Nguy hiểm hơn, thiếu ối trong giai đoạn cuối của thai kỳ có thể dẫn đến nhiễm trùng ối, nhiễm trùng bào thai và tử cung. Thứ hai là tình trạng đa ối khi mang thai, khi nào thì nguy hiểm. Trong khi có những mẹ bầu bị thiếu ối thì có không ít người lại gặp phải tình trạng đa ối, tức là thể tích nước ối lên đến hơn 2.000ml, tương đương với chỉ số ối từ 20cm trở lên. Đa thai hoặc thai nhi gặp bất thường trong hệ phát triển thần kinh là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng đa ối. Phụ nữ mang thai mắc bệnh tiểu đường hoặc là thai nhi to, nhau thai bất thường cũng có thể dẫn tới đa ối. Đa ối làm cho quá trình chuyển dạ và sinh bị kéo dài, dễ dẫn đến suy thai và mẹ bị băng huyết sau sinh. Nguy hiểm hơn, thể tích nước ối vượt quá mức tiêu chuẩn sẽ làm tăng nguy cơ vỡ ối một cách đột ngột và dẫn tới sinh sớm. Ở những tình huống ít nguy hiểm hơn, đa ối cũng tạo điều kiện cho thai nhi di động nhiều trong tử cung, dễ dẫn đến nhau thai cuốn cổ hoặc ngôi thai bất thường. Thứ ba là nước ối đục có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Nước ối ban đầu có màu trắng trong, sau đó đục dần khi thai nhi ngày càng phát triển. Từ khoảng thai thứ 38 đến ngày sinh, nước ối thường có màu trắng đục như màu nước vo gạo. Bất cứ lý do nào làm cho nước ối có màu sắc khác lạ đều là dấu hiệu bất ổn, cần phải được thăm khám một cách cẩn thận. Những trường hợp nước ối đục do chất thải từ thai nhi thải vào buồng ối, mẹ không cần phải quá lo lắng. Đây chỉ là những tế bào từ da, niêm mạc, đường niệu hoặc tiêu hóa của bé bị bong ra khi bé phát triển, nhất là càng về cuối của thai kỳ. Khác với suy nghĩ của nhiều người, nước ối đục không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi, trừ trường hợp có dấu hiệu của suy thai. Một số trường hợp nước ối bất thường về màu sắc, mẹ cần phải đặc biệt lưu ý là như sau. Thứ nhất là nước ối có màu vàng xanh, cho thấy dấu hiệu thai nhi bị tán huyết hoặc là chậm phát triển trong tử cung. Thứ hai là nước ối có màu xanh đục như lẫn mủ và có mùi hôi, là dấu hiệu của tình trạng nhiễm trùng ối, nguy cơ cao bị nhiễm trùng trong tử cung. Thứ tư là nước ối có màu đỏ nâu, thường đồng nghĩa với việc bé không còn sống ở trong bụng mẹ hay thai nhi đã bị chết lưu. Vâng, và vừa rồi chúng tôi đã vừa gửi tới quý vị và các bạn vấn đề về dinh dưỡng cho nước ối cũng như các bất thường liên quan tới nước ối của mẹ bầu. Hy vọng video này hữu ích. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp. Shop đầm bầu MB, chuyên đầm bầu và yếm bầu sinh. Website mangthaibaby.com. Hotline 0979 621 719.
Thank you.